Hi, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách để phân biệt ba cái dòng sản phẩm đầu tư trái phiếu tại Techcom Security. Và tôi chắc chắn rằng nếu bạn là một nhà đầu tư mới hoặc là đang đầu tư thì bạn sẽ phân vân về ba cái dòng sản phẩm này, cách phân biệt nó như thế nào, lợi ích của nó ra sao, phù hợp với ai, như thế nào. Các bạn sẽ được tìm hiểu rất rõ về nó và tôi sẽ minh họa cho các bạn hình dung rất chi tiết ở trên cái tài khoản thực tế. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Chào mừng các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng trên kênh YouTube Tiền của tôi Official vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, bạn vào YouTube và gõ từ khóa Tiền của tôi. Sẽ có rất nhiều các bài học mới nhất ở đây các bạn có thể học các bạn nha. Để đăng ký và nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube Tiền của tôi, bạn ấn vào đăng ký và ấn vào nút chuông các bạn nha. Ok, xin chào các nhà đầu tư đến với kênh YouTube Tiền của tôi Official. Và hôm nay thì tôi sẽ phân biệt cho các bạn ba cái loại sản phẩm đầu tư trái phiếu tại Techcom Security. Thế thì trước hết chúng ta sẽ phải biết là ba cái loại sản phẩm đầu tư trái phiếu tại Techcom Security là gì, đúng không ạ? Đây, ba cái loại này ạ. Thứ nhất là sản phẩm đầu tư tích lũy bền vững. Đấy. Thứ hai đó chính là dòng sản phẩm đầu tư theo dòng tiền định sẵn và hay còn gọi là iBond Pro. Và thứ ba đó chính là sản phẩm đầu tư linh hoạt hay còn gọi là iBond Bridge. Đây là ba sản phẩm mà Techcom Security họ đang thiết kế để bán cho các cái khách hàng cá nhân hay tổ chức. Thực ra thì trước đây Techcom Security họ chỉ phân thành hai nhóm thôi, là iBond Pro và iBond Brick. Tuy nhiên thì bây giờ họ sẽ phân loại theo ba cái sản phẩm như thế này để mà dễ dàng cho các nhà đầu tư theo từng cái khẩu vị. Thế thì phân biệt ba cái dòng sản phẩm này như thế nào để mà hiểu rõ được nó nhất thì bây giờ mình sẽ đến một cái slide tiếp theo để các bạn dễ dàng hiểu rõ nhé. Ba cái điểm khác biệt của ba cái dòng sản phẩm này, thứ nhất là về lãi suất, đó, lãi suất là khác nhau. Thứ hai là gì? Khác nhau về tính thanh khoản. Đây chính là một điểm khác nhau căn bản nhất về tính thanh khoản. Và thứ ba đó chính là sự khác nhau về tổ chức phát hành. Đó. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem chi tiết nhé. Ở cái tài khoản đầu tư trái phiếu Techcom Security. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây là ba cái dòng sản phẩm này. Tích lũy bền vững này. Dòng tiền định sẵn này và đầu tư linh hoạt. Đó, bây giờ mình chọn từng dòng sản phẩm thì các bạn sẽ thấy nhá. Ví dụ như tích lũy bền vững này. Đây các bạn nhìn thấy không? Mã trái phiếu Mansan này, MSN này, lãi suất là 7.64 này. Đó. Bây giờ mình chọn cái sản phẩm là đầu tư linh hoạt nhá. Đấy các bạn thấy không? Vẫn là mã trái phiếu Mansan MSN. Nhưng lãi suất bây giờ chỉ là 7.36 thôi. Không phải là 7.64 nữa. Bây giờ mình xem nhé. Xem cái sản phẩm dòng tiền định sẵn này. Đó. Ở đây thì không có trái phiếu Mansan đúng không ạ? Tức là trái phiếu Mansan sẽ không có sản phẩm dòng tiền định sẵn. Đó. Thế thì rõ ràng là một trái phiếu của tổ chức phát hành chưa chắc đã được thiết kế thành 3 sản phẩm. Đó, mà có thể là 2 thôi, có thể là 1 thôi. Bây giờ mình xem nhá, lãi suất của cái sản phẩm dòng tiền định sẵn của cái trái phiếu SGP này là 6.86. Bây giờ mình sang cái sản phẩm đầu tư linh hoạt đi. Đầu tư linh hoạt SGP, xem lãi suất là bao nhiêu nhá. Đây, các bạn thấy không? SGP 130 là 6.6 đấy ạ. Đấy. Và SGP 202 130 là 6.86.
Tức là cái lãi suất của dòng tiền định sẵn này nó luôn cao hơn với cái lãi suất đầu tư linh hoạt, đúng không ạ? Thế thì trong ba cái dòng sản phẩm là dòng tiền định sẵn, đầu tư tích lũy bền vững và đầu tư linh hoạt thì lãi suất của tích lũy bền vững là cao nhất này, xong đến dòng tiền định sẵn này và xong đến đầu tư linh hoạt. Bởi vì cái tính thanh khoản của nó khác nhau nên là cái lãi suất nó khác nhau, các bạn ạ. Đấy, và cái sự khác nhau của ba cái này nó nằm ở cái tổ chức phát hành nữa. Mỗi một cái dòng sản phẩm thì nó có những cái tổ chức phát hành khác nhau. Không phải là tổ chức phát hành nào cũng 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 có ba dòng sản phẩm này. Vì ba dòng sản phẩm này là do TCBS họ thiết kế trên từng trái phiếu một. Đó, đây là một điểm khác biệt mà mình thấy là rất là khác so với cả các cái công ty chứng khoán khác ở trên thị trường. Đó. Một cái điểm khác nhau quan trọng nhất đó là về tính thanh khoản để phân biệt ba cái dòng sản phẩm này. Đối với dòng sản phẩm tích lũy bền vững thì nhà đầu tư phải giữ trái phiếu đến đáo hạn, và nếu muốn bán thì nhà đầu tư tự tìm người mua và sẽ chuyển nhượng offline qua chi nhánh hoặc quầy của TCBS. Đối với sản phẩm dòng tiền định sẵn ấy, thì nhà đầu tư sẽ được bán ở trên Iconex và với sự cam kết môi giới của TCBS. Và nếu không bán được thì TCBS họ sẽ mua lại với các cái kỳ hạn như 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng và theo đúng cái ngày đáo hạn nhé các bạn nhé. Đối với cái sản phẩm đầu tư linh hoạt ấy, thì nhà đầu tư sẽ được bán ở trên cái chợ mua bán trái phiếu Iconex. Đây là một cái chợ mà rất nhiều các nhà đầu tư. Một ưu điểm mà của các công ty chứng khoán không thể bằng với Techcom Securities đó chính là cái chợ giao dịch trái phiếu này. Chợ giao dịch trái phiếu này thì rất nhiều các nhà đầu tư trên thị trường và mua bán trái phiếu của Techcom Securities được giao dịch mua bán tại đây. Đó. Và cái tính thanh khoản cũng khá là cao ở trên này. Và các bạn nhà đầu tư có thể là thực hiện mua bán rất linh hoạt, bán bất kỳ khi nào cũng được và có thể mua ở trên cái chợ này cũng được. Đó. Bây giờ mình sẽ đến một cái slide tiếp theo, đó chính là lựa chọn các cái sản phẩm trái phiếu như thế nào. Thứ nhất là trái phiếu tích lũy bền vững. Đây là một cái dòng sản phẩm chỉ dành cho nhà đầu tư dài hạn, không xác định bán trong thời gian nắm giữ trái phiếu, không có nhu cầu sử dụng tiền trong vòng 2 đến 5 năm và cơ cấu kỳ hạn dài với trái phiếu. Tức là gì? Tức là nhà đầu tư họ đã cơ cấu cái khoản đầu tư của mình là đầu tư dài hạn rồi. Đối với cái sản phẩm đầu tư linh hoạt thì dành cho các nhà đầu tư thường là ngắn hạn thôi, luôn có nhu cầu cần bán trong ngắn hạn hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Và đó là những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp hay là nhà đầu tư mà là chủ của các cái doanh nghiệp hay những cái nhà đầu tư là thực tế là muốn kinh doanh mua bán trái phiếu hàng ngày. Đấy, nếu mà chúng ta nằm trong các cái nhóm nhà đầu tư này thì thường là mua trái phiếu linh hoạt các bạn ạ. Đối với dòng sản phẩm trái phiếu theo dòng tiền định sẵn ý, thì thường là những nhà đầu tư mà hay gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Đó, thì những người mà hay gửi tiết kiệm ngân hàng ấy thì thường có xu hướng là mua cái trái phiếu này. Bởi vì sao? Bởi vì làm nó thiết kế nó giống với cái dòng sản phẩm tiết kiệm. Theo kỳ hạn từ 3 tháng, 6 tháng hay 9 tháng hay 12 tháng theo kỳ hạn đó. Và chắc chắn thì đến thời hạn thì sẽ bán lại được và lãi suất thì thường là cố định. Đó. Và đó là những cái đặc điểm mà sản phẩm và đặc điểm của nhà đầu tư muốn ăn chắc đối với cái dòng sản phẩm này. Đó. Thì vừa rồi thì tôi cũng vừa chia sẻ với các bạn là ba cái dòng sản phẩm đầu tư trái phiếu tại Techcom Security. Và tôi nghĩ rằng với những cái thông tin chia sẻ như thế này thì các bạn đã có thể là sẵn sàng để mà thực hiện đầu tư rồi đúng không ạ? Thế thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn vào cái phần thực hành đầu tư trái phiếu tại Techcom Security như thế nào. Tuy nhiên thì các bạn cần phải có một cái tài khoản. Đó. Thì cái tài khoản này thì các bạn có thể mở free được. Mà tôi có để cái phần hướng dẫn ở cuối cái
video này, cách mà tôi review cho một nhà đầu tư để mở một cái tài khoản miễn phí tại nhà online bởi bất kỳ đâu cũng được đó. Và các bạn có thể xem ở phần mô tả nhé, có cái link đấy để các bạn đăng ký nếu các bạn không muốn gõ đó. Thế bây giờ tôi sẽ review cho các bạn xem nhá, ở trong cái phần mua nhá. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt mua trái phiếu nhé. Thì các bạn vào cái phần đặt lệnh trái phiếu này. Đấy, các bạn thấy không? Với ba cái sản phẩm đây, tích lũy bền vững, dòng tiền định sẵn này và đầu tư linh hoạt. Ví dụ như là mình xác định là mình giữ cái trái phiếu này dài hạn đi, thì mình sẽ vào cái phần tích lũy bền vững này để mình chọn một trái phiếu. Và mình hy vọng rằng là mình sẽ giữ cái trái phiếu này đến đáo hạn này, hết 28,3 tháng. Với cái lãi suất bây giờ là 7,64%. Mình sẽ ấn vào xem này. Đấy. Ok chưa? Đấy, các bạn nhập mà số lượng này. Sau đó thì các bạn nhập cái mã giới thiệu thôi. Mã giới thiệu này là của Trịnh Công Hòa. Đấy là của mình. Và các bạn nhập thì các bạn không mất một cái khoản chi phí nào cả. Tuy nhiên thì mình sẽ được Techcom Security trả cho một cái phần chi phí vì là đã hỗ trợ và tư vấn cho các bạn khi mà thực hiện đầu tư đó, và các bạn đặt mua nhá. Đó, hiện tại thì bây giờ đã quá cái thời hạn đặt lệnh rồi đó, và phải đặt trước 14:30. Ok, mình sẽ quay lại trở lại đặt tiếp, và nó chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn ạ. Mình sẽ tiếp tục chọn cái sản phẩm thứ hai, đó là đầu tư linh hoạt nhé. Đây, các bạn cũng tiếp tục vào phần xem này. À, dễ không ạ? Vào phần xem xong là lại nhập số lượng này đó, và các bạn lưu ý là chọn thời gian đầu tư này đấy đó, và các bạn vẫn nhập cái mã của mình nhé, 105C041670. Mã này thì các bạn không mất phí gì cả mà được Techcom Security lại trả cho mình một cái khoản chi phí vì mình đã hỗ trợ các bạn. Và nếu các bạn mua lần đầu ấy, thì các bạn cũng sẽ được Techcom Security tặng cho các bạn 0,1% đó, và các bạn vào đặt mua nhé. Ok, chỉ cần đặt thế là xong. Với cái sản phẩm đầu tư theo dòng tiền định sẵn thì cũng thực hiện tương tự thôi, vẫn các bạn vào thực hiện xem này, xong các bạn mua này, và các bạn tiếp tục vẫn nhập mã của mình nhé. Cái mã này thì các bạn nhập vào thì cũng không bị mất phí gì cả, nhưng Techcom Security sẽ trả cho mình một cái khoản phí vì mình đã hỗ trợ cho các bạn để thực hiện đầu tư, tư vấn cho các bạn trong quá trình đầu tư. Đó. Và nếu các bạn mà là nhà đầu tư lần đầu thì các bạn cũng được Techcom Security tặng cho 0,1%. Đấy, các bạn sẽ click và đặt mua, vậy là xong. Như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn xong phân biệt ba cái dòng sản phẩm đầu tư trái phiếu tại Techcom Security, rồi cách cái hướng dẫn cho các bạn thực hiện mua trái phiếu tại Techcom Security. Bây giờ để mà thảo luận ý, cái thực hiện đầu tư mua các dòng sản phẩm này, rồi các cái vấn đề liên quan đối với các sản phẩm này, thì các bạn có thể vào cái group này, cộng đồng nhà đầu tư Techcom Security ở trên Facebook ấy. Đó, cái link như này các bạn nhìn nè. Thứ hai nữa là các bạn có thể đăng ký mở tài khoản theo cái link ở dưới ở phần mô tả hoặc phần bình luận nhé. Bạn mở free thôi, thực ra mở để trải nghiệm và view nó dễ. Bây giờ mình mở tài khoản để mình view được hết các thông tin luôn, chưa cần đầu tư. Thứ ba nữa là để được mình tư vấn và hỗ trợ thì các bạn nhập cái mã là 105C041670 nhá, vào phần người tư vấn, người giới thiệu ấy. Thì khi nhập vào cái này thì các bạn sẽ lựa chọn được nhà tư vấn là mình để thực hiện hỗ trợ và tư vấn trong quá trình đầu tư. Thứ tư là các bạn có thể truy cập vào cái blog tiền của tôi.vn để học 26 bài học đầu tư trái phiếu tại Techcom Security. Mình đã viết rất là chi tiết để các bạn có thể học tại đây. Có lẽ thì đấy là tất cả những cái nội dung mà mình muốn giúp đỡ cho các bạn để mà bắt đầu thực hiện đầu tư tại Techcom Security được một cách gọi là hiểu biết nhất, rõ ràng nhất và hiệu quả nhất. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều, và mình chúc cho các bạn sẽ thực hiện đầu tư thành công ở trên nền tảng đầu tư Techcom Security nói riêng và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp nói chung ở trên thị trường. Cảm ơn các bạn rất nhiều.